Đối với tất cả các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo nói riêng thì nguồn vốn đóng vai trò hết sức quan trọng. Ở các giai đoạn phát triển khác nhau của doanh nghiệp, với khả năng tài chính, tiềm năng phát triển cũng như thực lực khác nhau, một doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo sẽ cần lượng vốn và loại hình vốn khác nhau. Thông thường, các nguồn vốn có thể huy động được của doanh nghiệp được chia thành hai nhóm: nguồn vốn bên trong, vốn tự có, vốn từ gia đình, bạn bè, các nguồn vốn bên ngoài mà doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có thể tiếp cận từ các tổ chức cá nhân. Khi thành lập và hoạt động doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tiếp cận vốn từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Một phần là do sản phẩm công nghệ của các doanh nghiệp này gần như hoàn toàn mới, chưa từng có trên thị trường nên có nhiều rủi ro, nên thường khó kêu gọi thu hút nguồn vốn từ các nhà đầu tư. Vậy doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thể huy động tiếp cận vốn thông qua những hình thức nào và làm thế nào để giúp doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn vốn? Chương trình phóng sự của chúng tôi sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Công ty cổ phần số hóa xây dựng và công nghiệp CISO là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được thành lập với mục tiêu, sứ mệnh xây dựng hệ sinh thái kinh tế số cho lĩnh vực bất động sản, xây dựng và công nghiệp. Thông qua các dịch vụ kết nối tất cả các giao dịch bất động sản, xây dựng và công nghiệp bằng mô hình hóa, số hóa, tự động hóa, cá nhân hóa, chuyên môn hóa và trực quan hóa. Khởi tạo duy trì phát triển chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu, đưa dịch vụ xây dựng trở thành cung ứng toàn cầu, dịch vụ địa phương. Hệ sinh thái này giúp cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân thực hiện các giao dịch và triển khai công tác phát triển bất động sản, xây dựng và công nghiệp đơn giản, dễ dàng, giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động và hiệu quả đầu tư. Qua đó góp phần chuyển đổi kỹ thuật số trong các hoạt động tạo tài sản và tài sản trở thành một nền tảng tự vận hành trong tương lai. Để mở rộng hoạt động kinh doanh và phát triển thị trường thì vấn đề huy động vốn cho doanh nghiệp cũng là vấn đề doanh nghiệp rất quan tâm. Tuy nhiên, thực tiễn vấn đề huy động vốn, ngoài vốn góp của các cổ đông thành viên khi thành lập doanh nghiệp, thì việc huy động vốn đối với các nguồn vốn bên ngoài hiện nay vẫn còn khá khó khăn, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Vâng, xin chào chương trình. Tôi là Nguyễn Xuân Kết. Hiện tại tôi đang phụ trách giám đốc điều hành của CISO, một cái nền tảng về blockchain trên lĩnh vực về xây dựng bất động sản. Với cái vai trò điều hành của CISO và một lĩnh vực nhỏ đó là Xnen, mà chúng tôi muốn đưa các nền tảng về cái nền tảng đổi mới sáng tạo mới về việc phân phối và giúp nhiều người sở hữu bất động sản hơn thông qua nền tảng blockchain và một sản phẩm đó là Xnen. Vâng, khi bắt đầu thành lập và vận hành một doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thì doanh nghiệp của ông có nhu cầu về vốn đầu tư kinh doanh như thế nào? Cũng giống như đơn vị SaaS khác, chúng tôi vẫn coi chúng tôi là đơn vị SaaS. Thì cái đầu tiên nhu cầu mà khi mình làm về vốn, rất nhiều đơn vị SaaS gặp vấn đề là khi mình khởi nghiệp kinh doanh mình cần về vốn, đúng không? Nhưng với doanh nghiệp đổi mới sáng tạo thì chúng ta phải xác định là cái mô hình chúng ta tạo ra có cái gì đột phá cho xã hội, và khi đó chúng ta phải có một cái nguồn huy động vốn của xã hội rất lớn để tham gia vào cuộc chơi đó. Còn nếu mà chúng ta chỉ bó hẹp trong cái việc là chúng ta có vốn chúng ta làm, thì cái việc là khi làm đổi mới sáng tạo chúng ta lại đi ngược so với lại khởi nghiệp truyền thống. Đấy là cái vấn đề về nhu cầu vốn. Và bản thân thì công ty chúng tôi cũng nhu cầu vốn, nhưng mà chúng tôi cái việc mà phát hành blockchain thì chúng tôi đã huy động vốn ở thị trường nước khác để đầu tư cho nền tảng này. Vâng, xin cảm ơn ông. Ông có biết hiện nay theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp có thể huy động tiếp cận vốn thông qua những hình thức nào không? Cũng như là doanh nghiệp của ông thời gian vừa qua thì đã huy động và tiếp cận vốn thông qua những hình thức nào? Cái câu hỏi này thì tôi thấy là một câu hỏi rất là hay trong vấn đề cho doanh nghiệp về khởi nghiệp cũng như doanh nghiệp khác. Thì hiện nay quy định của nhà nước rất nhiều kênh có thể anh có thể huy động vốn theo đúng pháp luật. Ví dụ như là anh có thể huy động từ gia đình, từ xã hội giống như là lên chứng khoán. Thế thì ngoài ra thì anh có thể huy động vốn từ hình thức góp vốn chung. Nhưng mà khi mà vận hành doanh nghiệp, tôi thấy là có rất nhiều đơn vị đã vận hành sai cái quy trình góp vốn, giống như là họ nhận tiền xong họ lại đầu tư lĩnh vực khác và mất tiền nhà đầu tư. Thế thì với doanh nghiệp của chúng tôi thì chúng tôi xác định là khi mà áp dụng blockchain vào thì chúng tôi huy động vốn của thế giới áp dụng trong mô hình này, thì dẫn tới là tự dưng mà doanh nghiệp sẽ có một cái khoản mà huy động mà để mình làm sản phẩm có thực tế, không phải là sản phẩm mà mình huy động trái pháp luật, thì chúng ta có một bổ sung nguồn vốn từ các kênh khác nhau lập tức. Về Việt Nam thì chúng tôi bản thân là nếu mà xác định theo con đường truyền thống thì huy động vốn theo mô hình IPO là con đường cơ bản nhất, nhưng mà thường doanh nghiệp về đổi mới sáng tạo họ không có đủ thời gian 5 năm nữa để họ lên IPO, thì phải có nhiều con đường khác để họ có thể tiếp cận nhanh nguồn vốn để họ có thể đến cái đích nhanh hơn so với việc là huy động vốn từ cộng đồng Việt Nam, đó là phát hành cổ phiếu qua chứng khoán hoặc công chúng.
Khi huy động tiếp cận các nguồn vốn theo quy định của pháp luật hiện hành cho hoạt động của doanh nghiệp thì ông có gặp những khó khăn hay vướng mắc pháp lý nào không? Khi mà huy động vốn theo đúng quy định pháp luật thì gặp rất nhiều vấn đề khó khăn. Ví dụ nếu mà mình công ty mà huy động vốn qua hình thức là phát hành qua trái phiếu hay gì thì anh phải đặt cái ngưỡng quy định về tiềm lực tài chính, tránh cái việc là mất tiền cho nhà đầu tư. Thì với doanh nghiệp đổi mới sáng tạo họ cần phải tốc độ nhanh hơn, cao phủ thị trường lớn hơn và educate thị trường nhiều hơn. Nên thường các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo thì họ phải đi huy động vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm. Đó là cái việc là doanh nghiệp cần tăng tốc, thì đấy là con đường duy nhất mà hiện nay trên Việt Nam và các đơn vị khác đang có cái hình thức là đó là huy động các quỹ đầu tư. Đấy là con đường mà tiếp cận vốn so với những doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Còn với cái tiếp cận vốn truyền thống thì luật pháp lại chưa cho phép là anh có thể huy động vốn từ cộng đồng mà hình thức khác, nó là quy định đấy nó lại trái pháp luật về việc huy động vốn. Doanh nghiệp của ông có đề nghị được tư vấn hỗ trợ các giải pháp nâng cao khả năng huy động tiếp cận vốn phù hợp với các quy định pháp luật cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới không ạ? Nếu mà với doanh nghiệp đổi mới sáng tạo thì nếu mà anh cần huy động vốn thì bắt buộc anh phải có hai hình thức, một là bằng tín chấp, hai là bằng thế chấp. Thì tín chấp thì cái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo nó chưa đủ cái tiềm năng để doanh nghiệp thẩm định ngân hàng, chưa có pháp lý rồi đấy. Thứ hai là nhà nước cũng không có cái quỹ để cho làm việc đấy. Đấy nên là các điều hành staff là phải tự bơi. Vấn đề thứ hai là vấn đề là huy động vốn qua hình thức tín chấp thì cái ngược lại cái ngân hàng đấy họ phải có lịch sử tín dụng thì anh mới kể cả có tín chấp, nhưng anh phải có lịch sử tín dụng anh mới cho vay được, chứ không thể là anh cứ có thế chấp anh cho vay được, chuyện là không có. Đấy nên cái việc mà khi mà theo kênh truyền thống hiện nay mà đúng pháp luật thì là với áp dụng cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo là cái tiếp cận nguồn vốn cực kỳ khó khăn để làm, nên chỉ có đường duy nhất mà tôi triển công nghe cả bản thân công ty chúng tôi triển khai 2 năm qua là chúng tôi phải huy động từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, nó cần tốc độ nhanh hơn và đơn giản hơn. Với vai trò là đơn vị đổi mới sáng tạo thì chúng tôi cũng mong muốn là trong lĩnh vực về vận hành về chính sách nhà nước thì có cái cơ chế mở hơn, giống như là một số đơn vị làm trong việc ở sinh các nước khác thì có cái mở hơn về thứ nhất là về huy động vốn cho tiếp cận nguồn vốn để khơi thông cái việc là doanh nghiệp hoặc là đơn vị đổi mới sáng tạo họ có đủ nguồn lực để thực hiện đến cái điểm hòa vốn nhanh nhất có thể. Thứ hai là cái hành lang pháp lý để họ có thể huy động vốn từ cộng đồng nhiều hơn để đúng luật và tránh hợp là họ phải làm rất nhiều cái điều gì đó mà sai pháp luật, mà khi mà sửa lại điều đấy rất là khó. Và thứ ba nữa là cái hành lang pháp lý về việc là khẳng định cho cái đơn vị đó để thực hiện cái việc huy động vốn cộng đồng nó phải minh bạch và rõ lộ trình trước khi mà doanh nghiệp đấy cần vốn. Đó. Vâng, xin cảm ơn ông. Để giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn các quy định pháp luật về các hình thức huy động vốn, cách thức huy động vốn và các giải pháp nâng cao khả năng huy động, tiếp cận vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Trương Thanh Đức, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn An Vi, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam. Ông Trương Thanh Đức là luật sư có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn quản trị tài chính, huy động vốn, gọi vốn cho các doanh nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Xin kính chào và cảm ơn luật sư Trương Thanh Đức, giám đốc công ty luật An Vi đã tới tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên xin luật sư Trương Thanh Đức có thể cho biết đó là hiện nay theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có thể huy động vốn thông qua những hình thức nào? Có rất nhiều hình thức huy động vốn của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp khởi nghiệp hay là khởi nghiệp sáng tạo nói riêng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ hình dung đấy là vốn góp của các cái thành viên hay là các cổ đông. Nếu là công ty cổ phần thì gọi là cổ phần cổ phiếu. Thứ hai là doanh nghiệp hoàn toàn có thể phát hành trái phiếu có tính chất đi vay bên ngoài để huy động. Thế và một cái hình thức phổ biến mà doanh nghiệp Việt Nam sử dụng rất là nhiều đấy là vay vốn ngân hàng, vay vốn các tổ chức tín dụng rồi của các cái tổ chức cá nhân khác. Ví dụ như là anh em bạn bè hay là người lao động hay là bất kể một cái đối tượng nào thì pháp luật Việt Nam đều không có cái hạn chế gì về cái việc là huy động vốn. Cái quan trọng nhất đấy là cái người mua cổ phần cổ phiếu, cái người mua trái phiếu, rồi tổ chức tín dụng và những người cho vay có sẵn sàng hay không. Thì đấy mới là cái quyết định của việc là huy động hay không huy động được vốn. Tùy đặc điểm của mỗi doanh nghiệp thì họ sẽ cân nhắc lựa chọn hình thức huy động vốn sao cho phù hợp. Vậy xin luật sư có thể phân tích rõ hơn về ưu cũng như là nhược điểm của từng hình thức huy động vốn để doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có thể đánh giá, có thể lựa chọn hình thức huy động vốn khả thi nhất cũng như là phù hợp nhất ạ?
Đầu tiên, cái phổ biến của doanh nghiệp khi thành lập ra thì thường là sẽ phải có cái vốn điều lệ, tức là vốn góp ban đầu của các thành viên hoặc là của các cổ đông. Thì cái vốn này nó sẽ là ổn định, nó sẽ là lâu dài. Về nguyên tắc là sẽ không được phép rút ra, trừ trường hợp đặc biệt, còn chỉ rút ra với hình thức phổ biến đấy là chuyển nhượng cho thành viên khác, chuyển nhượng cho cổ đông khác. Thì cái vốn nó vẫn cứ giữ nguyên, chỉ là từ chủ sở hữu này sang chủ sở hữu khác. Với cái tính chất là ổn định lâu dài như vậy, nhưng cái rủi ro thì lại sẽ phải theo đuổi suốt cả quá trình. Mà đặc biệt những doanh nghiệp mới thành lập ấy thì khó mà có lãi ngay được, khó mà hoàn vốn ngay được. Thì đấy là những cái thành viên sẽ phải chấp nhận rủi ro, chấp nhận lâu dài với doanh nghiệp. Ai đi đường dài và ai có thể hợp tác được với nhau thì mới góp vốn vào từ ban đầu. Tất nhiên sau này nó phải đến một cái khả năng nhất định, tiềm năng, cơ hội phát triển của doanh nghiệp thì mới có thể là kêu gọi huy động tiếp, cũng là cổ phần, cổ phiếu, hoặc là cái hình thức thứ hai đấy là dễ hơn, phát hành trái phiếu. Nó chỉ đơn thuần là một cái dạng vay vốn của bên ngoài thôi. Khác cái vốn điều lệ là lời ăn lỗ chịu, có thể là sẽ không được chia lãi, có thể lãi nhiều thì sẽ chia rất là nhiều, nếu mất thì sẽ mất cái vốn đấy đầu tiên. Thế còn cái trái phiếu ấy thì sẽ là một cái lãi suất cố định, chẳng hạn như là 8%, 10% là cứ đến kỳ hạn là sẽ trả cái người mua trái phiếu đấy, tức là vay vốn của người ta thì sẽ trả lãi suất, kể cả doanh nghiệp lỗ cũng sẽ phải trả. Còn tất nhiên nếu mà không có khả năng trả nữa thì lúc đấy nó lại là cái nguy cơ của doanh nghiệp mà phá sản, mất khả năng thanh toán rồi. Còn cái dạng khác thì nó cũng tương tự như trái phiếu, nhưng nó sẽ đơn giản hơn, nó sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ đi vay bên ngoài, vay cá nhân, vay tổ chức khác, nếu như có cái chỗ tin cậy, nếu như có anh em bạn hữu, đặc biệt là những cái người mà sẵn sàng đầu tư mạo hiểm, sẵn sàng hỗ trợ những cái bạn trẻ hay là những cái doanh nghiệp mà khởi nghiệp ấy, thì ngoài cái việc mà nhà đầu tư lớn vay nhiều thì hay là người ta gọi là nhà đầu tư thiên thần ấy chẳng hạn, thì cũng có nhiều cái hình thức mà các cái doanh nghiệp khởi nghiệp bây giờ hay ứng dụng những cái dạng huy động vốn cộng đồng. Có thể đưa ra một cái sản phẩm gì đấy, một cái chính sách gì đấy để mỗi người chỉ đóng góp một chút thôi. Ví dụ mỗi người đóng góp 100.000 hay thậm chí 10.000, mà làm sao mà kêu gọi được nhiều người tham gia, hàng nghìn, hàng vạn người, mỗi người một chút thì cũng được rất nhiều tiền, mà sau này nếu có rủi ro thì mọi người cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Thế còn cái hoàn toàn là được tự do huy động, và trên thực tế các doanh nghiệp Việt Nam là sử dụng cái vốn đấy rất nhiều, có khi là chiếm đến 7-80% vốn hoạt động của doanh nghiệp là vay vốn từ các tổ chức tín dụng, thì rất khó, có thể nói vô cùng khó đối với lại doanh nghiệp khởi nghiệp. Vì đối với lại tổ chức tín dụng là họ sẽ phải thực hiện theo quy định của luật, và họ là đơn vị kinh doanh phải bảo toàn vốn. Họ sẽ yêu cầu là phương án, dự án, hiệu quả khả thi, tài sản bảo đảm, khả năng trả nợ, dòng tiền. Thì đối với doanh nghiệp khởi nghiệp có thể nói là gần như những cái đấy không có, tài sản bảo đảm không có. Tương lai rất là mập mờ, có thể rất tốt, vẽ ra viễn cảnh và hoàn toàn là có thể đạt được, nhưng cũng hoàn toàn có thể là số 0, hoàn toàn không đạt được gì, thì ngân hàng gần như là không dám cho vay. Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Thưa luật sư, nhiều doanh nghiệp rất muốn huy động vốn thông qua việc phát hành cổ phần hoặc trái phiếu. Tuy nhiên thì các doanh nghiệp còn khá lúng túng về điều kiện cũng như là về thủ tục pháp lý huy động vốn thông qua việc phát hành cổ phần trái phiếu. Vậy xin ông có thể cho biết trường hợp doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo muốn phát hành cổ phần trái phiếu để huy động vốn thì họ sẽ cần phải đáp ứng các điều kiện cũng như là thực hiện những cái thủ tục pháp lý gì ạ? Đối với lại cái vốn cổ phần ấy thì chúng ta hình dung là của những cái cổ đông mà họ chấp nhận đi đường dài và họ chấp nhận rủi ro, thì gần như là pháp luật không có cái quy định phát hành bao nhiêu cổ phần cũng được, nhiều hay ít, thời hạn, số tần suất tăng vốn đều được phép cả. Tất nhiên là trừ một vài lĩnh vực, rồi trừ những cái công ty đại chúng, công ty niêm yết, thì gần như chúng ta cứ tạm thời là loại trừ ra đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Vì khi mà đã lên đến cái mức độ mà doanh nghiệp niêm yết hay là đại chúng rồi thì nó là một cái quy mô lớn rồi, là có một quá trình nhất định rồi. Còn đối với cái hình thức trái phiếu ấy, thì nó sẽ có một số cái ràng buộc nhất định. Chẳng hạn như là mỗi lần phát hành trái phiếu là sẽ phải cách nhau ít nhất là 6 tháng. Thế và trong 3 năm liền kề trước cái thời điểm phát hành trái phiếu ấy, là không có cái nợ quá hạn. Anh đã phát hành trái phiếu năm ngoái rồi mà anh lại chưa trả được người khác thì luật người ta suy diễn là anh yếu về khả năng tài chính, có nguy cơ là không trả nợ, nên không đủ điều kiện phát hành.
hoặc là một cái khoản nợ khác nó cũng tương tự như vậy. Thì đối với lại cổ phần có thể nói là hiện nay là gần như bỏ ngỏ, có thể là rồi cái tương tự là cái phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn ấy. Thế còn đối với lại cái trái phiếu thì có một số cái điều kiện ràng buộc, mà đối với lại khởi nghiệp sáng tạo thì chắc là phát hành trái phiếu tôi nghĩ còn khó hơn là phát hành cổ phần hay là huy động vốn của cái nhóm thành viên, nhóm cổ đông sáng lập. Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư. Vâng, thưa luật sư, thực tế cho thấy là khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp khởi nghiệp nói chung và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam nói riêng còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều doanh nghiệp có năng lực và ý tưởng kinh doanh tốt nhưng vẫn không gọi được vốn. Vậy xin luật sư có thể cho biết đâu là nguyên nhân của thực trạng này? Tôi nghĩ nguyên nhân quan trọng nhất đấy là cái bài toán về rủi ro, về lợi ích. Nếu như mà những cái doanh nghiệp niêm yết, nếu như mà ngân hàng huy động thì chúng ta thấy nó tương đối là dễ dàng, vì họ có thương hiệu, có khả năng tài chính, có một cái quá trình mà thị trường, mà khách hàng rồi nhà đầu tư người ta nhìn vào đấy, gọi là nôm na là trông giỏ bỏ thóc, có cái độ tin cậy nhất định, thậm chí lãi suất thấp, điển hình là gửi ngân hàng lãi suất rất thấp nhưng mọi người vì cái sự tin cậy, cái sự yên tâm mà vẫn gửi vào. Thế còn đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thì cái đặc điểm của nó là nó rủi ro cao, cái tính mơ hồ, cái tính thành công của nó là khó xác định. Thế cho nên những người đầu tư vào đấy thì phải chấp nhận mạo hiểm, chấp nhận rủi ro. Cho nên là rất khó để huy động nói chung và để vay vốn nói riêng. Vì huy động phương án thì có thể là hoàn toàn là hợp lệ, hoàn toàn là bình thường, thậm chí là nghe là rất là hấp dẫn, rất là hợp lý. Nhưng cái một vài năm nữa, cái thời điểm mà trả nợ thì liệu lúc đấy là thành bại thế nào là một cái ẩn số rất là lớn, mà mọi người chưa có cơ sở, chưa có cái độ tin cậy để sẵn sàng đầu tư. Vâng, thưa luật sư, từ những nguyên nhân như ông vừa phân tích thì theo ông chúng ta cần phải có những cái giải pháp gì để giúp doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo nâng cao khả năng tiếp cận được các nguồn vốn, đặc biệt là các nguồn vốn từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm hay là các tổ chức tín dụng thương mại? Thế thì tôi nghĩ rằng là ngoài cái việc nỗ lực của bản thân những cái cá nhân, những cái doanh nghiệp khởi nghiệp, mà đối với quốc gia nào cũng vậy, đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo thì cần phải hết sức là cổ vũ, hết sức là quan tâm, thúc đẩy, vì đấy là những cái tiềm năng đột phá để có thể là đưa nền kinh tế phát triển và thúc đẩy rất nhiều cái lĩnh vực khác mà mang lại cái giá trị hiệu quả rất là cao. Thế nhưng cần phải có những nhiều cái chính sách hỗ trợ ngoài cái giải pháp pháp lý, cái hành lang pháp lý để đảm bảo an toàn, người ta yên tâm, người ta sẵn sàng đầu tư vào rủi ro mà sau này miễn cái trách nhiệm của cá nhân, miễn cái trách nhiệm hình sự, đặc biệt là trách nhiệm hình sự khi mà xảy ra rủi ro. Thì một trong những cái giải pháp rất quan trọng đối với lại các cái doanh nghiệp khởi nghiệp đấy là phải có cái nguồn vốn không nhiều thì ít thì mới có thể là vượt qua, có thể đầu tư, có thể là đảm bảo được cái giai đoạn hoạt động ban đầu. Thế thì chúng ta cần phải có những cơ chế đặc biệt để nó phù hợp với lại cái tính chất rủi ro, tính chất của cái khởi nghiệp sáng tạo, chẳng hạn như là cái quỹ khởi nghiệp sáng tạo hay là cái quỹ đầu tư mạo hiểm. Thì rất là đáng tiếc là cho đến giờ phút này gần như là chúng ta chưa có những cái quy định về cái việc đấy. Hay đơn giản nhất là vay các tổ chức tín dụng thì chúng ta cần phải có một cơ chế pháp lý, thay vì các khoản vay bình thường là phải đầy đủ hết các cái yếu tố, các cái yêu cầu và đảm bảo cái rủi ro nó tương đối là chặt chẽ, thì đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thì cũng phải cho tổ chức tín dụng một cái cơ chế là chấp nhận mạo hiểm, chấp nhận rủi ro, không quy trách nhiệm đối với cá nhân, đối với tổ chức tín dụng khi mà sau này không thu hồi được vốn. Chứ còn nếu như tình trạng bây giờ thì bản thân tổ chức tín dụng người ta cũng không dám mạo hiểm để đầu tư vì lại liên quan trách nhiệm cá nhân, mà thậm chí là rất nhiều cái vụ là không đòi được nợ gốc, không thu hồi được vốn thì sẽ chịu tội, chịu trách nhiệm về vi phạm quy định về cho vay. Vâng, thưa luật sư, xin ông cho biết là khung pháp lý hiện nay thì có đang tồn tại những hạn chế, những rào cản pháp lý nào gây khó khăn cho việc huy động vốn của các doanh nghiệp không? Và nếu có thì xin luật sư có thể cho biết cụ thể cũng như là có những đề xuất kiến nghị gì để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc giúp các doanh nghiệp nói chung cũng như là các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được thuận lợi, dễ dàng hơn trong việc tiếp cận các nguồn vốn từ các nhà đầu tư, quỹ đầu tư hay các tổ chức tín dụng ạ? Tôi nghĩ rằng khung pháp lý chung thì về cơ bản là nó không vướng mắc, hầu như là do thị trường, do các nhà đầu tư, do tổ chức tín dụng, do các cái đơn vị mà đầu tư vốn họ sẽ quyết định cái việc là có đầu tư hay không đầu tư. Thế nhưng một vài cái trường hợp, đặc biệt là đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thì rõ ràng là chúng ta hoàn toàn chưa có cái quy định chấp nhận rủi ro khi mà đầu tư vốn, khi mà đầu tư cho cái doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt là tổ chức tín dụng, thì nó sẽ làm cái rào cản rất là lớn, dẫn đến cái việc là
những cái việc đầu tiên đi huy động vốn đã khó khăn rồi, sau này nếu như mà không thành công, nếu như bị thua lỗ, nếu như bị thất thoát, bị mất vốn chẳng hạn, thì nó không những là trách nhiệm của người huy động, có thể là sẽ bị những cái hình thức xử lý hay là những cái trách nhiệm mà ngoài cái khả năng mong muốn của người ta, thì kể cả cái người đi đầu tư, cái người đi cho về vốn cũng có khi là bị trách nhiệm theo. Thì đấy là một cái trở ngại tôi cho là chính nhất, trở ngại quan trọng nhất. Ngoài cái việc là theo quy tắc, theo quy luật chung của thị trường là đầu tư kinh doanh là mạo hiểm, là lời ăn lỗ chịu, là các cái cá nhân pháp nhân tự chịu nhiệm, thì chúng ta cũng nên rất là cần có một cái hành lang pháp lý để cho những cái quỹ của nhà nước hay những cái quỹ của các cái tổ chức chuyên nghiệp hay của các tổ chức tín dụng là chấp nhận đầu tư rủi ro mạo hiểm ở một cái phạm vi nhất định để có thể là hỗ trợ tốt hơn cho cái doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phát triển. Đối với lại vay vốn tín dụng là một trong cái nguồn vốn rất là quan trọng nói chung của các doanh nghiệp, thì đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo là nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Đầu tiên là cái sản phẩm, cái dịch vụ, cái thương hiệu của doanh nghiệp đã gọi là khởi nghiệp sáng tạo thì mới là vạn sự khởi đầu, nó chưa có cái gì để chứng minh cả. Cái thứ hai là cái tài sản thế chấp, thì doanh nghiệp nói chung của chúng ta đã khó khăn về tài sản thế chấp rồi, đối với khởi nghiệp sáng tạo thì gần như là không có nhà cửa, không có đất đai, không có tài sản mà hầu như là phụ thuộc vào công nghệ, về những cái sở hữu trí tuệ. Thế rồi đối với quản trị doanh nghiệp cũng là những cái giai đoạn ban đầu, giai đoạn phôi thai, cũng chưa có kinh nghiệm, chưa có cái bài bản, chưa có cái quá trình để mà người ta đánh giá là cái năng lực, cái uy tín như thế nào. Tóm lại là rất nhiều cái điều kiện cơ bản nhất mà các tổ chức tín dụng cho vay doanh nghiệp ấy, thì doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo gần như không đáp ứng được, cho nên rất khó tiếp cận cái nguồn vốn của tổ chức tín dụng. Nếu mà chúng ta muốn hỗ trợ và cần thiết phải hỗ trợ thì cần phải có những cái chính sách riêng, chẳng hạn như là ngân hàng chính sách xã hội thì bây giờ lại gần như là chỉ cho vay các cái đối tượng chính sách, chứ còn đâu đối với đối tượng khởi nghiệp thì chưa cho vay. Ngân hàng phát triển hiện nay cũng là những cái dự án đầu tư phát triển nhưng cũng chưa đề cập, chưa quan tâm đến cái doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Rồi đối với tổ chức tín dụng nói chung ấy, thì đối với trách nhiệm của họ là phải đảm bảo an toàn nguồn vốn rồi khả năng trả nợ khách hàng, cho nên họ cũng không dám mạo hiểm để cho vay, vì nếu mà thành công thì không sao, nếu mà thất bại thì lúc đấy sẽ quy trách nhiệm về phương án dự án khi đã thất bại là không khả thi. Về kinh nghiệm về chấm điểm năng lực của doanh nghiệp thì cũng rất là thấp, chưa có gì, đặc biệt tài sản bảo đảm mà không có nữa thì lúc xảy ra rủi ro là cán bộ tín dụng, cán bộ ngân hàng sẽ phải chịu trách nhiệm rất là nặng nề, cho nên không giải quyết được những cái vấn đề đấy thì có thể nói là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo rất khó mà có thể huy động được nguồn vốn từ một những cái kênh chính thức của các cái tổ chức tín dụng hay tổ chức tài chính chính thức hiện nay. Từ trong thực tiễn thì ông có thể chia sẻ một cái ví dụ điển hình về một cái doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đó nào đó mà ông đã từng tham gia tư vấn về pháp lý mà họ cũng gặp khó khăn trong cái việc huy động vốn này không? Có thể nói rằng chúng tôi cũng tiếp cận một số doanh nghiệp thì cái khó khăn nhất của doanh nghiệp đấy là cái việc huy động vốn, còn tất cả những cái thứ khác là với nhiệt huyết, với khả năng và với chấp nhận rủi ro là họ sẵn sàng. Thế nhưng không có vốn, gọi là mạnh về gạo bạo tiền thì cũng rất khó để mà làm được bất kỳ cái sản phẩm, cái dịch vụ gì. Trên thực tế thì rất nhiều người là đành phải thậm chí bán nhà bán cửa hay là tự vay mượn cá nhân để đầu tư. Đấy cũng là một cái rất khó, vì nếu như họ thất bại thì họ mất hết và họ không còn cái cơ hội, rất khó có cơ hội để làm lại. Thứ hai nữa là nhiều bạn, rất nhiều bạn có hỏi chúng tôi huy động bằng những cái thứ mà nó lại rủi ro rất là cao, phát hành tiền ảo hoặc những cái hình thức tương tự như thế trong huy động của mọi người. Nếu như mà chúng ta thực hiện cái phương án về đầu tư khởi nghiệp sáng tạo mà rủi ro thì chúng ta miễn trách nhiệm. Thế còn chúng ta lại đi huy động bằng một cái phương thức khác như phát hành tiền ảo chẳng hạn, sau này nó bị thất bại thì rất có thể là các bạn ấy sẽ bị cái trách nhiệm là làm cái hình thức mà mục đích nó không rõ ràng, thậm chí đôi khi nó còn vướng mắc về pháp luật, chẳng hạn như là sử dụng cái tiền ảo đấy là làm cái phương tiện thanh toán thì là một trong cái nghiêm cấm của chúng ta hiện nay, mặc dù là vẫn được mua bán, vẫn được đầu tư, vẫn được phát hành, nhưng khi xảy ra thất thoát cho người khác, ví dụ như là trong bộ luật hình sự nói rằng là dùng cái tiền ảo đấy để mà thanh toán mà gây thiệt hại cho người khác từ 50 triệu đồng trở lên
thì có thể là phạm cái tội là vi phạm về hình sự. Vâng, xin được cảm ơn luật sư Trương Thanh Đức, giám đốc công ty luật An Vi đã tới tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, phóng sự của chúng tôi được thực hiện bởi chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn năm 2021 đến năm 2025 của Bộ Tư pháp. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.